thợ đi luộc lại của thợ đây, thợ đi giả dân luộc lại của thợ vào cái chết. Số khung ok đấy, con này số khung ok. Số khung em nhìn thấy lét đấy nhưng mà em mà rõ lắm không? Đúng rồi, bọn này thì lấy đâu ra rõ. Số kim bọn này lấy đâu ra rõ. Đấy. Chưa. Mình đoán nghi nghi rồi. Mình nghi nghi thì làm gì nhanh thế. Thực ra mình mua được cái giá hợp lý thì bán phương phương ấy, chủ yếu là kia K3000 thôi. Đúng rồi. Chủ yếu thằng ăn dòng nào ăn dòng đấy thôi. Em đi nhà anh lần này lần thứ 2 rồi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Em đi nhà anh lần này lần thứ 2 rồi. Máy con này ra máy cực đẹp luôn, không hơi thừa luôn. Rồi, em vừa xem rồi. Không hơi thừa luôn. Con này bán cách đây 2 năm. Mua lại. Mua lại mà. Chủ ơi, phải lên được một con Hyundai rồi. Con này của ông nào đây, là của thợ hay của dân anh? Con nào? Bungo hay kia? À, xe nhà mình à? Xe nhà anh đếch đâu? Phải xe nhà anh không? Chỉ xe nhà em, xe nhà ai? Những con này chỉ có xe nhà em mới dán như này chứ nhỉ? Báo khách của em 3K165 đời 16, 31. Đấy không phải rồi, nhà em báo cao lắm. Đấy, thì chỉ đảnh cho bảo báo 31 sẽ đánh nguyên nhau con nào biển này không? Vì có là... một con màu trắng ở bên kia đường đang rửa đây. Nhưng mà báo, không phải báo 31. Để bên kia đường cơ. Màu trắng. Báo 335 cơ. 330 là bán. Nhưng mà bạn đấy là dân dùng rồi. Ừ, thì đấy có thằng dân nó bảo là đêm hôm qua nó định nhảy xe đi cùng. Bạn tao lên một đạt xe tải như này. 31 của K165 mày có đi cùng anh đưa mày lên luôn anh xem luôn cho. 31 bằng giá mình mua vào rồi. Đấy, thế là gọi là trên Sơn La mà có bác Huân mua máu nhất Bungo, còn ở dưới đây thì Kia thì cứ đẹp là em mua máu hết. Dưới này thì tả có máu nhất thì Kia đúng không? Đây. Thế thì áo nào. Cứ bầu chán tháng này phải gãy. Tháng này nữa xe to kia mình gãy hết này. Xe to sợ. Toàn 5 lít 4 lít 5 lít trở lên. Không bán được à, cứ bảo lãi. Xưa vào Olin cứ bảo lãi một con 50 100. Vào từ khi vào chưa thấy miếng nào. Mệt lắm. Ở trên đấy bán được dòng này. Thế hai. Chiều mưa gió, chúc anh em về làm bầu to. Với tầm tiền dưới 200 triệu thì anh em có thể cân đối dòng xe này để khởi nghiệp. Đi cực sướng, nội thất cực đẹp, cứ lên nhà bác Huân mà mua. Còn đâu em thì chỉ K3000 thôi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ, chúc anh em là vạn vạn bình an. Xin chào.